bên này không kia? Kia. Bao nhiêu đầu ra xuất siêu thị, bao nhiêu đầu ra để xuất khẩu,
vào các khu sơ chế, các hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi làm chuồng trại, làm các món ăn bằng video và bằng hình ảnh hoặc hướng dẫn bằng bài viết. Trang trại Lý Sơn đã có thâm niên từ nhiều năm nay, từ chăn nuôi từ 2004 đến nay và đã thu mua uy tín trên thị trường dế của Việt Nam mình. Cảm ơn bà con theo dõi video.